Qua hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, xã Thạch Hóa đã huy động cả nguồn lực trên 43 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cả công trình hạ tầng và phát triển sản xuất. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân đã hiến hàng nghìn mét vuông đất, cây xanh và hàng rào các loại và trên 5.000 ngày công với tổng giá trị 1 tỷ 250 triệu đồng để cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, cường hóa được 5.700 mét đường nội thôn, nội đồng. Hiện nay, trên 85% trục đường giao thông xã, liên xã và 100% trục đường chính nội đồng đã được bê tông hóa, kiên cố hóa gần 90% hệ thống canh mương. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, trụ sở xã và hệ thống nhà văn hóa các thôn được đầu tư xây dựng khang trang. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 42,3 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 1,03%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%. Toàn xã có 11 trên 11 khu dân cư văn hóa, 8 trên 8 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Với những kết quả đó, tháng 12 năm 2023, xã Thạch Hóa đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Tại buổi lễ, Hội đồng cây di sản Việt Nam cũng đã công bố và trao quyết định của Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam về công nhận cây gạo tại thôn 3 Thiệt Sơn, xã Thạch Hóa là cây di sản Việt Nam. Cây có tuổi đời trên 300 năm, chu vi thân cách mặt đất 1,3 m là 14 m, đường kính thân cây 4,4 m, cao trên 25 m. Hàng năm cây vẫn ra hoa đều đặn với sắc hoa màu vàng cam rất đặc biệt. Với tuổi đời hàng trăm năm, cây gạo cổ thụ là minh chứng cho lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Thiệt Sơn, xã Thạch Hóa, đi vào tiềm thức của bao thế hệ người dân nơi đây.